Cảm ơn Chúa, tôi thấy chiều nay dù rằng bên ngoài thì trời nóng bức, nhưng khi thấy quý vị chấp sự bước lên đây ca ngợi Chúa và nói rằng sẵn nghe tiếng Chúa sai và mặt ai nấy rất tươi, cho nên tôi cũng cảm thấy có một chút hưng phấn, hòa lòng với quý ông bà anh chị em, những tôi trai tớ gái của Chúa. Có lẽ hai từ đi liền với cuộc đời chúng ta, ngay từ khi có nhận thức đến khi tuổi già, đó là trách nhiệm. Hồi nhỏ, khi mới vừa biết chút là ba mẹ dạy rằng trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm. Tới khi vào trong trường, thầy cô dạy trách nhiệm, trách nhiệm. Khi lập gia đình, ông chồng trách nhiệm, bà vợ trách nhiệm. Khi về già cũng có trách nhiệm. Cuộc đời của một con người gắn liền với trách nhiệm. Và có thể nói rằng trong một tập thể thì không ai mà lại không có trách nhiệm. Thậm chí người lãnh đạo ở trong một tập thể bao giờ cũng dặn dò, cũng truyền đạt, nhắc nhở từng thành viên chi tiết trách nhiệm bổn phận của mình ở giữa một tập thể. Đặc biệt khi chúng ta được cứu và trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời trong một cộng đoàn đức tin, thì chúng ta được gọi là chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Và rồi đã là một chi thể thì không thể nói rằng không có trách nhiệm. Nhưng sự sống từ bên trong nó bắt buộc từng chi thể có mối liên đới sống còn trách nhiệm với cả cơ thể, trong nghĩa đen lẫn cả ý nghĩa thuộc linh. Thì tôi tưởng ông bà anh hiểu rõ về ý nghĩa này. Cho nên hết thảy chúng ta, tôi trai tớ gái của Chúa đang ngồi ở đây, chúng ta đều là những người phải nhận biết rằng mình đang ở trong một tâm thế có trách nhiệm với cộng đoàn, với nhóm nhỏ, với ban ngành, với điểm nhóm, với chi hội mình đang thuộc về. Sứ đồ Phi-e-rơ, ông đã được mặc khải để đưa ra những lời dặn dò về trách nhiệm cho những người có một danh xưng gọi là trưởng lão. Từ câu 1 cho đến câu 4 của Phi-e-rơ nhất đoạn 5 này cho chúng ta biết trưởng lão. Trưởng lão là danh xưng chỉ về những người lãnh đạo ở trong hội thánh, dầu người đó lãnh đạo ở cấp nào, thầm lặng hoặc tỏ tường, chứ không phải chỉ về người lớn tuổi. Chữ trưởng lão chúng ta vẫn hiểu chỉ về mục sư, chỉ về truyền đạo, chỉ về chấp sự. Nhưng tôi thích một ý nghĩa của từ trưởng lão. Trưởng lão trong Thánh Kinh chỉ về người trưởng thành thuộc linh. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chiều nay quý vị ngồi đây có người trẻ, có người lớn tuổi. Tôi xin được thưa, bài giảng này, lời của Chúa tôi phân tích chiều nay để gửi đến quý ông bà anh chị em là bài giảng dành cho những người trưởng thành thuộc linh. Có thể nói thức ăn qua câu kinh thánh này khá cứng, có chỗ sẽ là đắng, có chỗ sẽ là ngọt, để chúng ta có thể sửa mình lẫn khép mình vào ở trong một tâm thế người sống có trách nhiệm. Sáng nay tôi đã gửi gắm với quý ông bà anh chị em tâm tình của một người sống có trách nhiệm với tha nhân. Và bây giờ chúng ta là con cái của Chúa trong một cộng đoàn đức tin,
chúng ta phải có trách nhiệm với bầy của Đức Chúa Trời. Bầy đó có thể là ngay trong gia đình mình, bầy đó có thể là một nhóm nhỏ, bầy đó có thể là một ban ngành, có thể không phải do ông mục sư giao, không phải do chấp sự chỉ thị, nhưng mà chúng ta nhận là nhận trách nhiệm đó từ nơi Chúa. Cho nên tôi dùng lời của Chúa trong câu thứ hai để đề cập với quý ông bà anh chị em một vài yếu tố của một người sống có trách nhiệm với hội thánh. Một người sống có trách nhiệm với hội thánh đó là người biết việc mình phải làm. Lời của Chúa ở trong câu thứ hai phần A chép: hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Phần kinh thánh này đặt nền tảng ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 34 từ câu 1 đến câu thứ 16. Tác giả đang nêu ra trách nhiệm của một người trưởng thành thuộc linh đối với bầy mà Chúa giao phó. Và động từ chăn bầy đã nói lên được rằng trách nhiệm khi một người làm công việc chăn nuôi, đặc biệt là người chăn nuôi chiên nuôi cừu, thì người đó phải có trách nhiệm dẫn chiên của mình đi đến đồng cỏ xanh tươi để cung cấp dinh dưỡng cho nó, hầu cho có thể mập khỏe. Chẳng những như vậy, tiếp tục dẫn chiên mình đến với mé nước bình tĩnh, không phải là thác ghềnh, không phải là dốc đồi, mà là mé nước bình tĩnh, để chiên có thể thỏa thê đáp ứng được nhu cầu về lượng nước và duy trì cho sự sống. Đồng thời, người chăn chiên phải là người luôn chăm sóc theo dõi bầy chiên, ngay khi chiên ngủ, ngay khi chiên đang nằm, ngay khi chiên đang ăn ở đồng cỏ xanh tươi, ngay khi ở tại mé nước bình tĩnh. Con chiên cứ cúi mặt xuống mà uống nước, nhưng người chăn phải là người quan sát ở trong một tâm thế giống như một võ sĩ, một chiến sĩ ra trận. Nếu có kẻ thù, nếu có muôn sói đến, thì người chăn tức tốc vận dụng mọi kỹ năng của mình để có thể chống trả và bảo vệ bầy chiên. Người chăn cũng phải biết lúc nào dẫn chiên về chuồng. Cho nên động từ chăn bầy nói đến một người chăn, người phải biết xác lập, biết rõ việc mình phải làm trong trách nhiệm là một người được Đức Chúa Trời giao phó. Có đôi lúc chúng ta nghĩ rằng người chăn ngày hôm nay, cứ nghĩ người chăn đó là mục sư, người chăn bầy của Đức Chúa Trời là truyền đạo, người chăn bầy của Đức Chúa Trời là chấp sự. Tôi xin được nói nhanh, khái niệm tôi muốn nói đến và lời của Chúa dạy ở đây không phải người chăn chỉ dành để chỉ về những mục sư truyền đạo hay là chấp sự, mà là tất cả mọi tín hữu. Người trưởng thành thuộc linh nghĩa là người đó có một thời gian ở trong Chúa, sâu nhiệm về lời của Chúa, kinh nghiệm về quyền năng của Đức Chúa Trời, nhận được nhiều điều Chúa dạy dỗ cho mình, và bây giờ mình trở nên một người dẫn dắt người khác về mặt thuộc linh. Đó là người chăn mà Kinh Thánh muốn nói đến. Cho nên có thể người đó trẻ tuổi, có thể người đó lớn tuổi, có thể người đó mới tin Chúa 5 năm, 10 năm, có thể người đó đã tin Chúa, mình nói theo kiểu nôm na, người Việt mình hay nói đó là tin Chúa từ trong bụng mẹ. Nhưng trong cuộc sống, ông bà, anh chị em và tôi đều thấy có người giàu lớn tuổi về phương diện sinh học,
nhưng mà không có trưởng thành. Lý do, dầu tuổi tác về mặt sinh học mỗi ngày, mỗi năm thì lớn hơn, nhưng lại không có đủ tâm trí để nhận thức được việc mình phải làm ở trong đời sống cá nhân, ở trong gia đình lẫn cộng đoàn. Cho nên có thể có đôi lúc có những người con, cha mẹ phiền lòng nhắc nhở: tại sao con lớn tuổi rồi, thậm chí nói nôm na mắng đó là con lớn cái đầu rồi, mà sao con không có trách nhiệm, con không biết mình phải làm gì cả vậy? Có nhiều khi ông chồng cằn nhằn bà vợ, có nhiều khi bà vợ cằn nhằn ông chồng: tại sao mà ông không có trách nhiệm, tại sao mà bà thế này thế kia? Ông bà anh chị em có điều đó trong gia đình mình không? Và khi trong gia đình của mình có một người con, có một người chồng, có một người vợ như vậy, thì người đó bất kỳ là ai cũng là một gánh nặng. Gánh nặng cho cha mẹ, gánh nặng cho người thân yêu của mình, và nói rộng hơn là gánh nặng cho cộng đồng. Bởi vì người ấy tuổi tác thì có lớn, nhưng không có đủ trách nhiệm để lo cho chính mình, và ngược lại cả cộng đồng lại phải quan tâm, phải chăm sóc, phải lo liệu cho người này nhiều mặt khác nhau. Ngược lại, dầu một người trẻ tuổi nhưng có thể tâm trí chín chắn trưởng thành, thì người đó sẽ là một người nhận thức rất tốt, hiểu biết việc mình phải làm và làm như thế nào ở trong cuộc sống. Không đợi nhắc nhở, không đợi phải la rầy, không đợi phải giao việc này, mô tả việc kia, nhưng mà trong cuộc sống người này biết việc mình phải làm và biết được những điều lợi ích khi mình làm đem đến cho những người xung quanh, cho xã hội, và đặc biệt là cho hội thánh của Chúa, cho anh em trong thuộc linh. Một người trưởng thành thuộc linh ở trong hội thánh của Chúa sẽ là một người có một vài điểm. Đó là người sẽ tự nhận biết trách nhiệm của mình. Khi chúng ta lang thang, lanh quanh ở đời, hoang phí tháng năm dài, đến khi Chúa cứu, Chúa bứng chúng ta, nhổ chúng ta khỏi thế giới tội lỗi đầy những rơm rác vương víu đó, Chúa trồng chúng ta vào ở trong nhà của Đức Chúa Trời, đặt để chúng ta vào trong nhà Đức Chúa Trời, ở trong sự mầu nhiệm, chúng ta từ đó trở nên một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Và khi chúng ta đã nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta khám phá được cuộc đời của mình là một cuộc đời nhận lấy nhiều ơn lành của Chúa đối đãi, chúng ta tự nhận thức: tôi phải làm gì để có thể báo đáp ơn lành của Chúa? Tôi có trách nhiệm như thế nào với những anh em trong hội thánh của tôi, học viên trường Chúa Nhật của tôi, học viên lớp thiếu nhi của tôi, tân tín hữu mới vừa tin Chúa trong hội thánh của tôi, vân vân. Rồi kế đến, một người trưởng thành thuộc linh là một người tự đặt mình gắn bó vào vai trò của một người chăn thuộc linh. Lắm khi chính mình cũng không hiểu được tại sao. Sao tự nhiên, phải không? Nói là tự nhiên, khi không có được phải quan tâm đến cái ông A kia, cái ông B nọ. Có nhiều đêm khi người ta ngủ rồi mà mình vẫn còn cứ trăn trở nghĩ đến ông: ồ, bữa nay sao không thấy ông đi nhà thờ? Tuần vừa rồi nghe nói ông bị đau. Ồ, không biết tại sao
năm nay ban trung niên, lại thấy có một số người vắng mặt, không còn nhóm lại thường xuyên nữa. Không biết tại sao, ngày nào cũng dành thì giờ thăm viếng, điện thoại, nhắn tin đến với những anh em ở trong hội thánh. Thậm chí có những người xung quanh họ chưa hiểu được thuộc linh, họ nói: ô, cái ông Bình này ăn cơm nhà vác ngà voi hàng tổng, ngày nào không có mặt nhà thờ, không có lo được gì cho gia đình hay sao đó, dường như rảnh lắm mà sao đó. Nhưng xin thưa rằng vì họ không hiểu, họ không thấu suốt, không có một cái tầm nhìn thuộc linh để hiểu được những gì mà Chúa đang trao cho chúng ta, những việc mà Thánh Linh đang dục giả trong lòng của mình, đến nỗi mình tự thân gắn bó, tự thân nhận lấy trách nhiệm một cách mầu nhiệm mà con người không thể giải thích được. Ông bà anh chị em có trải nghiệm được điều đó khi mình ở trong Chúa chưa? Kế đến, một người trưởng thành thuộc linh là một người tự biết việc của mình, nuôi dưỡng thuộc linh của mình, tự tìm tòi học hỏi để trang bị kiến thức thuộc linh mình, sâu nhiệm trong Chúa càng hơn, những kỹ năng cần có, rồi lại dành công, dành sức, dành thì giờ chỉ dẫn cho người khác từng ly từng tí, để người ấy có thể tiếp tục trưởng thành giống như chúng ta. Tôi nhớ khi trong những năm tháng còn khó khăn, tôi tình nguyện hầu vì Chúa tại một hội thánh mà không có danh phận, không có lương. Tôi phải đi bán trà, đạp xe đạp đi bán trà để sống mỗi ngày. Nhưng ban đêm được mục sư quản nhiệm giao cho là phải đi dạy kinh thánh cho những tân tín hữu. Tôi chăm sóc một gia đình tân tín hữu, dạy phước âm yếu chỉ. Nhưng những người mới tin Chúa mà họ học phước âm yếu chỉ họ khổ sở lắm. Cho đến một đêm kia, chiều tối lại mưa rất lớn, hai vợ chồng nói với nhau rằng: ồ anh ơi, sướng rồi, bữa nay chắc chắn là ông Bình mưa thế này ông không thể nào đến ông dạy kinh thánh cho mình được, thôi đóng cửa ngủ sớm. Nhưng rồi họ vừa đóng cửa tắt đèn thì tôi đến bấm chuông. Và khi họ mở cửa ra, tôi cởi áo mưa và vào, nói rằng: anh chị ơi, chúng ta tiếp tục học lời của Chúa. Bà vợ buộc miệng nói ngay: em tưởng rằng bữa hôm nay thầy Bình không có tới, mưa gió mà cũng đi, thì thôi bây giờ học. Và rồi, thưa ông bà anh chị em, anh chị này đã thấy được tấm lòng của tôi trong việc chăm sóc họ. Họ đã khao khát lời Chúa khi người khác truyền cho tinh thần học hỏi đó, gây dựng ấy, họ cũng đã trưởng thành và trở nên những người gây dựng cho những người khác. Cho nên không ai bảo ai, thì ngay trong đời sống cá nhân của chúng ta, những suy tư riêng giữa mình với Chúa, những suy tư giữa mình với anh em, người trưởng thành thuộc linh là người tự nhận trách nhiệm về phần mình, người tự trang bị cho mình. Và nếu hội thánh đầy tớ của Chúa là những người có trách nhiệm quan tâm, là càng phải trang bị những kỹ năng để cho tôi là một tín hữu, là người chăn bày của Đức Chúa Trời trong phương diện thuộc linh, tôi được trở nên kỹ năng, trở nên sắc bén hơn, và gây dựng anh em, gây dựng hội thánh của Chúa như chính bản thân mình đã trải nghiệm một cách hiệu quả. Còn một người không trưởng thành thuộc linh thì không biết việc mình phải làm, mày mò, nay đụng vách tường, mai đụng cây cột, u đầu, mẻ trán,
đứt tay. Và chúng ta nghe thỉnh thoảng ở đâu đó, ở trong hội thánh của Chúa la oán lên: ồ cái ông này, bà kia gây cớ vấp phạm, làm cho tôi tổn thương, làm cho tôi bị trì trệ, mất đi lòng tin, vân vân. Xin Chúa cho ông bà anh chị em đang ngồi ở đây là những người trưởng thành thuộc linh. Không phải chỉ đơn việc, đơn giản việc là các vị mục sư truyền đạo, quản nhiệm ban chấp sự dạy dỗ, nhưng chính chúng ta là người học với Chúa, trang bị cho mình qua nhiều kỹ năng để trở nên một người biết việc mình phải làm và làm như thế nào. Ở trong ý nghĩa của từ khải tượng, khải tượng là người biết việc mình phải làm và làm như thế nào để đẹp ý Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, một người sống có trách nhiệm với hội thánh, đó là người nhận sứ mạng ủy thác từ Chúa. Trong câu 2 phần B, Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Sứ đồ Phi-e-rơ ông nêu bật lên cho các cháu biết rằng sứ mạng trăng bày thuộc linh được giao cho các trưởng lão, không phải đến từ con người, không phải đến từ tổ chức, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Đấng đó là đấng vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, đấng có thẩm quyền tối cao, toàn năng, cầm quyền ở hiện tại và cả trong cõi đời đời. Ngày hôm nay, ở giữa vòng xoáy của cuộc đời, chúng ta nhìn quanh, mình thấy có nhiều người họ tự hào, họ hãnh diện về một sứ mạng, về một trách nhiệm do một tổ chức, do một con người nào đó giao phó. Và rồi những người đó họ dốc tâm, dốc lòng, dốc sức, sống chết cho lý tưởng, cho sứ mạng họ đã được ủy thác. Mặc dầu lý tưởng đó, sứ mạng đó không thể nào sánh được với lý tưởng thuộc linh của chúng ta, với sứ mạng mà Chúa đã ủy thác cho tôi và quý ông bà anh chị em. Ở trong danh phận là một người được Chúa kêu gọi, tôi nhớ có một thời điểm tôi gặp rất nhiều khó khăn, và có người đã dùng cây súng cứ một lát để lên bàn, một lát bỏ xuống học bàn, và rồi nói rằng tôi cấm anh không được giảng đạo, bởi vì anh cũng chẳng được giáo hội công nhận, chính quyền cũng chẳng công nhận, mà sao anh ăn rồi anh cứ đi giảng đạo bất hợp pháp hoài. Sau một thời gian lý sự với nhau thì tôi cũng nói vui mà nói rất thật, nói rằng anh ơi, tôi là dân Quảng Nam, tôi nói với anh rằng dân của chúng tôi là tự hào, là hay cãi lắm, cho nên tôi nói với anh rằng tôi xin cãi lời anh. Tôi không phải chỉ là truyền đạo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, mà tôi là truyền đạo của Đức Chúa Trời. Bởi vì tôi được cứu. Nếu Chúa không cứu thì bây giờ tôi đã là trùm du đảng hoặc là trùm xã hội đen hay gì đó rồi. Và bây giờ tôi được cứu, tôi biết, cho nên tôi không thể nín lặng được. Và chuyện mà Chúa bảo tôi phải đi giảng đạo đó, người Công giáo họ gọi là ơn thiên triệu. Cho nên đi giảng đạo là lý tưởng sống của tôi. Dầu giáo hội không sai phái, lãnh đạo giáo hội chẳng biết tôi ở đâu, nhưng đây là nhiệm mạng tôi nhận từ nơi Chúa. Vì vậy tôi phải giảng đạo, đó là lý tưởng sống. Còn nếu anh thấy rằng đừng cho tôi giảng đạo nữa đó, chấm dứt á, thì thôi anh rút súng anh bắn tôi trước. Anh đừng có rút ra rút vô chi mắc công. Ồ, người đó nói với tôi rằng anh ơi,
thôi anh đừng có cãi tôi nữa, từ nay trở đi anh về, anh tự do, anh muốn giảng đạo chỗ nào anh đi giảng đi, tôi nhức đầu với anh lắm rồi. Ồ ông bà anh chị em, thế là tôi được tự do ở chỗ này chỗ kia. Một thời gian một vị mục sư lãnh đạo, ông nói với tôi thế này: chú Bình ơi, có người khi người ta chết thì người ta trương bằng khen ra quanh quan tài hết, nhưng mà chú đó, tới hồi mà chú chết đó, là chỉ có biên bản thôi. Nhưng mà tôi thưa rằng, thưa ông mục sư, tôi không vi phạm luật pháp, tôi sống ở trong ngay thẳng, tôi làm những điều gì Chúa bảo, vì đây là sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho tôi, cho nên tôi biết Chúa, tôi biết ơn Chúa, tôi nói về Chúa, chỉ đơn giản vậy thôi. Và thưa ông bà anh chị em, có đến lúc ngày nay chúng ta bị những tiếng gọi của đời, mình bén lắm, lỗ tai mình thính lắm, sa đà vào những tiếng gọi của đời, những cái danh của đời và những dục vọng cá nhân thôi thúc từ bên trong để mình làm theo, và rồi xa rời mục đích cuộc đời Chúa đặt để tôi với quý ông bà anh chị em ở đây. Nhưng khổ một điều, không biết tại sao mình bén nhạy với tiếng của đời, tiếng của tiền, tiếng của tình, tiếng của danh, mà lại điếc với tiếng của Chúa. Ông bà anh chị em có thấy đó là điều mâu thuẫn ở trong đời thuộc linh của mình? Học Kinh Thánh mỗi ngày, tĩnh nguyện mỗi ngày, cầu nguyện mỗi ngày, đến nhà thờ mỗi tuần, nhưng mà vẫn không nhận rõ sứ mạng của Chúa ủy thác, mà làm toàn những chuyện của đời. Cho nên chính vì chúng ta không nhận thức được sứ mạng thiêng liêng đó đó, cho nên mình vẫn sống mỗi một ngày, xin lỗi phải nói rằng là những chuỗi ngày rất tầm thường, không có giá trị như đáng phải có mà Chúa mong đợi. Chỉ chú tâm vào cái chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ chú trọng tìm cho mình một chút danh, một vài lời khen, một vài sự tôn ngợi của con người, nhưng mang danh là người thuộc về Đấng Christ mà không có gì để sống với Chúa cả. Trên đó dầu chúng ta vẫn hít thở, không vẫn là thành viên trong hội thánh, nhưng chúng ta đang là một người sống lệch mục tiêu, sống không có sứ mạng, sống không có lý tưởng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên không có gì cao đẹp ở trong danh phận là con trai, con gái, tô trai, tớ gái của Chúa cả. Và sâu xa hơn nữa, một người khi không nhận được rõ sứ mạng từ nơi Chúa ủy thác, nó cao cả thiêng liêng thế nào, thì ông bà anh chị em với tôi chắc chắn cũng không dám dấn thân để đầu tư. Mình đầu tư cho sứ mạng đó, chứ không phải là đầu tư để cho mình giàu có. Dành thì giờ mà đi thăm viếng, nghe cái ông đó mà ông tâm sự là hết giờ. Ước gì mình để 1 tiếng đồng hồ đó mà mình làm chuyện này, mình mở cửa hàng mình bán là có được mớ lời rồi. Nhưng ông bà anh chị em, có những người bệnh tật thuộc linh, họ cần ông bà anh chị em giúp cho họ, ngồi lắng nghe, chia sẻ, cầu nguyện cho họ chừng nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ. Có những con người đang cần cấp cứu thuộc linh, sa vào trong bẫy của tội lỗi, trong lưới của ma quỷ, mà mình thì không dám đầu tư vì sợ mất, mà không thấy cái được ở trong sứ mạng thiêng liêng mà Chúa ủy thác ông bà anh chị em. Cho nên ở đâu đó chúng ta sống giữa đời, quanh quẩn thuộc về đời, mặc dầu mang danh mục sư, truyền đạo, chấp sự, tín hữu Chúa Giêsu, ai hỏi
chúng ta tự hào giới thiệu tôi là tín đồ Tin Lành, tôi là tín đồ hội thánh này, tôi là tín đồ hội thánh kia. Nhưng mà hỏi anh có sứ mạng gì không? Anh sống như thế nào? Mỗi ngày 24 giờ hoàn toàn hoang phí. Và nếu có đầu tư thì chúng ta chỉ đầu tư cho đời mà không hề đầu tư cho sứ mạng Chúa đã ủy thác. Sứ đồ Phao-lô, ông được mặc khải của Chúa Thánh Linh và ông công bố cho chúng ta vai trò của một người thuộc về Chúa như sau. Điều này được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19. Anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà được dựng lên trên đá đó, sắp đặt một cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Từng viên đá được nối kết với nhau, từng chi thể để nối kết trong một thân thể thánh, là hội thánh của Đức Chúa Trời, là thân thể của Đấng Christ. Mà người nam, người nữ, tôi, quý ông bà, anh chị em đang ngồi ở đây, đang có mặt ở đây là chi thể ở trong thân thể đó. Sứ đồ Phi-e-rơ đề cập cho chúng ta sứ mạng Chúa đã đặt để và kỳ vọng nơi mỗi người. Tôi xin được đọc một bản dịch khác ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 5 để ông bà anh chị em cùng nghe. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức thầy tế lễ để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có mấy câu hỏi được đặt ra. Ông bà anh chị em có thấy mình từ ngày tin Chúa đến bây giờ mình trở nên hòn đá sống ở trong vầng đá sống của Đấng Christ không? Ông bà anh chị em có thấy mình là người đóng vai trò thầy tế lễ, nhà vua ở ngay trong thời kỳ hiện đại không? Ông bà anh chị em và tôi có phải là người hằng ngày đang dâng lên những của lễ thiêng liêng cho Đức Chúa Trời chúng ta không? Nếu phải dâng của lễ hàng ngày thì tôi với ông bà anh chị em có của lễ gì để dâng lên cho Chúa? Sáng nay tôi thấy ông bà anh chị em hát bài hát đó, đến với Chúa tay trắng thôi sao. Nếu kiểm lại thử ông bà anh chị em tối ngày á, sau khi một ngày rồi đó, mình có của lễ gì để dâng lên cho Chúa? Chúa ơi, con dâng lên cho Chúa ngày hôm nay đó là con thâu được mấy tấn sầu riêng. Chúa ơi, con dâng lên cho Chúa đó ngày hôm nay đó con kiếm được 10 triệu. Hay là con dâng lên cho Chúa, con đã cầu nguyện cho anh A, con cầu nguyện cho chị B, con tâm sự và cứu giúp cho một anh chị em con trong con đường sa ngã, con giúp cho một gia đình giải hòa bởi vì vợ chồng họ đang cãi nhau, con cầu nguyện cho một người bệnh và cảm ơn Chúa chị em con đã được chữa lành, vân vân. Thưa hội thánh, điều Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em qua các câu kinh thánh này và sứ mạng Đức Chúa Trời giao phó mà Phi-e-rơ đã nhắc đến đây, khiến cho chúng ta là người thực sự trưởng thành ở trong Chúa. Chúng ta không thể là người vô tâm, không thể là một người ở dưng ở trong nhà của Đức Chúa Trời từ năm này đến năm kia, mà phải là người gánh lấy trách nhiệm, một con người liên tục trải nghiệm sự biến đổi nên mới bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ngay khi chúng ta còn sống động trên trần gian này, và tình nguyện
thi hành trách nhiệm đó ở trong sự sai phái của Chúa Thánh Linh để đem đến sự gây dựng đức tin cho anh em, góp phần gây dựng hội thánh. Nhưng tôi xin mở ngoặc ở đây, người Việt chúng ta có cái cách chơi chữ đó. Một là gây dựng, hai là dựng chuyện để gây. Bây giờ mình là người dựng chuyện để gây ở trong ban ngành, ở trong nhóm nhỏ, ở trong khu vực hay là trong hội thánh. Có đôi lúc chúng ta không ai dám lên án mình, nhưng chính chúng ta biết mình là người dựng chuyện để gây hay là người gây dựng. Anh em, không ai dám xét đoán hết, nhưng mà tôi với quý ông bà anh chị em ở trước mặt Chúa, mình nhận biết rõ điều đó. Cho nên vì vậy, tiếp tục nữa là chúng ta đã nhận thấy rõ trách nhiệm Chúa giao, thì bây giờ mình cũng thấy tự hào được rằng tôi là người được Chúa ủy thác sứ mạng, và sứ mạng đó là sứ mạng thiêng liêng, cao quý hơn tất cả mọi điều ở trong trần gian này có người tổ chức trao phó cho tôi ở giữa cuộc đời. Dẫu tôi phải sống giữa đời, phải làm ăn ở giữa đời, phải giao thiệp với mọi người giữa đời, nhưng trong riêng tôi có một lý tưởng, tôi có một sứ mạng, và sứ mạng đó được đặt ưu tiên một cách thầm lặng, và tôi thực hiện nó mỗi ngày trong ý chỉ của Chúa. Dẫu thế bị người ta chê bai, bị người ta gièm pha, bị người ta xuyên tạc, nhưng giữa tôi với Chúa có một mối tương giao xác định rõ ràng. Chúa sai con, Chúa trao cho con, và con đang làm cho công việc Chúa để gây dựng anh em con trở nên một người trưởng thành như con trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, một người trách nhiệm với hội thánh là người sống trong tinh thần tận hiến. Lời Chúa chép cho chúng ta ở đây: làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Người ta có thể làm việc ở trong ba cái mức độ khác nhau. Mức độ thứ nhất, đó là làm nhưng mà không có để tâm về trách nhiệm. Thứ hai, làm vì trách nhiệm nhưng mà không có cảm xúc, không có để tâm vào đó nữa, cho nó xong việc thôi. Thứ ba, đó là làm nhưng mà có trách nhiệm, biết được tại sao mình phải làm, nó vượt lên trên những cái gì bình thường của con người, của tổ chức. Cho nên trách nhiệm một người chăn thuộc linh, nó không phải chỉ là trách nhiệm được phân công phân nhiệm, mà nó còn liên đới đến cả phương diện tinh thần. Cho nên ở đây sứ đồ Phao-lô đang đề cập một người trưởng thành thuộc linh, sống trách nhiệm giữa hội thánh, đó là người có một tinh thần tự nguyện, không có ép buộc, không phải vì tại ông mục sư giao, tại vì ban chấp sự biểu. Nhưng mà chúng ta nghe rõ điều Chúa ủy thác như đã nói, cho nên chúng ta hoàn toàn tự nguyện nhận lấy trách nhiệm, và có thể đôi lúc qua đầy tớ Chúa, qua tổ chức của chi hội địa phương, của ban điều hành ủy thác, nhưng đó là điều được giao từ nơi Chúa. Tình nguyện, bất vụ lợi. Kế đến, một người trưởng thành thuộc linh sống trong tinh thần tận hiến, đó là nhiệt tâm. Chăn bày, chăm sóc anh em mình,
Nó không phải là vì lợi lộc tâm thương. Ồ, tại vì tôi phải dồn công sức để tôi lo thế này thế khác, bởi vì anh thế này, bởi vì chị thế kia, không phải. Nhưng với nhiệt quyết trong sáng, một người sống trong tinh thần tận hiến là người gần gũi yêu thương người khác. Ở trong một bản dịch giờ kinh phục vụ người Công giáo, họ đã dịch như thế này: đừng lấy quyền mà thống trị những người được Thiên Chúa giao cho anh em. Nó không phải chỉ phần trách nhiệm, mà là còn vì yêu thương những người được Thiên Chúa giao cho anh em, trong tình yêu, trong ân cần và trong gần gũi. Một người tận hiến là một người sống không phải chỉ vì trách nhiệm cho xong chuyện, mà là người làm gương. Không phải chỉ công việc, mà còn là sống đạo, để có thể nêu gương tốt cho người khác. Ông bà anh chị em ơi, chúng ta đang sống ở giữa đời. Hội thánh của Chúa ngày nay là hội thánh hữu hình, cho nên ở trong cộng đồng của chúng ta, cảm ơn Chúa có thể lấy thêm nhiều người mới vào trong hội thánh. Nhưng ở trong cộng đồng anh chị em có những người mình tạm gọi là tôi làm bắt chết đi, làm không hết việc. Và có những người nhiệt thành trong công việc rồi, được ông quản nhiệm ban chấp sự giao cho 4-5 công việc. Có người thì thất nghiệp thuộc linh, đôi lúc giao việc thì có vẻ khiêm nhường lắm. Dạ, cái việc này xin ông mục sư với ban chấp sự đừng giao cho tôi biết mình không có ơn. Dạ, xin giao cái này cho anh Bình tốt hơn. Rồi có những thời gian, có những năm tháng mình bận rộn với đời, nhưng lại là người thất nghiệp thuộc linh. Có những người ở trong cộng đồng của chúng ta thích được người khác chăm sóc, vỗ về, khen ngợi, nhưng lại sống không có trách nhiệm. Và những người này họ vẫn đang sống, họ vẫn là thành viên ở trong ban ngành, ở trong chi hội, ở trong khu vực. Nhưng đây là những người họ sống tiêu cực, lười nhác, và thậm chí có một chút là vị kỷ nữa. Chỉ muốn sống riêng cho mình mà không nghĩ đến ai. Nhưng chúng ta vẫn thấy nó chua chát làm sao. Những người này họ rằng: cảm ơn Chúa, ơn phước của Chúa cho tôi đầy vậy. Cảm ơn Chúa, hội thánh tôi thế này, hội thánh tôi có người tin Chúa, hội thánh tôi mỗi ngày nhóm đông hơn, vân vân. Cũng cảm ơn Chúa, nhưng mà hỏi anh có làm gì không? Có dự phần gì không? Đi chứng đạo không? Không. Thăm viếng không? Không. Cầu nguyện cho anh em mình không? Không. Nhưng mà cảm ơn Chúa liên tục. Một số những người khác thì lại ngược với thái cực đó một chút. Đó là có những người dự phần, nhưng mà trong toan tính, toan tính cho mình những điều lợi, có những cái động cơ không có trong sáng ở trong việc mình thăm viếng, mình chăm sóc, mình hợp tác gây dựng ở trong hội thánh. Có những người thường xuyên chăm sóc mà chăm sóc người nhà giàu. Có những người còn bậy bạ hơn, là thường xuyên chăm sóc mà chăm sóc bà quá. Có những người chăm sóc gây dựng anh em, nhưng mà lôi kéo ảnh hưởng về phía của mình. Tôi chăm sóc, tôi là thư ký nè, tôi là ủy viên nè, tôi là trưởng ban nè, tôi thế này thế kia, anh chị thấy đó, công khó tôi giữ hội thánh thế này thế kia. Còn cái ông Bình này, ông nói không à, ông chỉ tay năm ngón không, không có làm gì được hết trơn á. Nhớ tôi nha, nhớ tôi nha. Rồi một số người khác chăm sóc và lợi dụng lòng tốt của anh em mình, đi đến nối kết thăm viếng, cầu nguyện cho anh em, học kinh thánh với anh em,
Nhưng mà phía sau đó là những ý đồ mượn tiền, khoe mẽ mình giàu có, lường gạt người khác. Đến hồi người ta phát hiện được, cao chạy bay xa, người này mất cả tiền tỷ. Có không ông bạn chị em? Xin thưa, đây không phải là những người thuộc linh, không phải là những người tận hiến, mà tôi tạm gọi đây là những người tận thu. Tận thu cho bản thân mình, chứ không phải vì Chúa, không phải vì anh em. Cho nên nó không có những cái khái niệm thiêng liêng, không có một cái động cơ gọi là bất vụ lợi ở đây, mà toàn là vụ lợi, nhưng dùng những từ ngữ xảo ngữ để có thể lường gạt lòng tin, sự đơn sơ của người khác. Cho nên tôi xin nói mạnh ở đây với quý ông bà anh chị em điều đó. Chính chúng ta là người trưởng thành thuộc linh, bén nhạy để biết điều đó, nhận biết được anh A chị B, cái dáng đó, cái kiểu cách đó là như thế nào, để mình phòng ngừa. Hội thánh cũng phải biết để ngăn chặn, đừng để anh chị em mình bị lợi dụng vào vì cớ đơn sơ, vì cớ ngây thơ, mà những người khác họ lợi dụng lòng tin của mình, gây cớ những vấp phạm, làm đi lòng nhiệt thành, giảm đi lòng nhiệt thành trong hội thánh, anh em vấp phạm bỏ nhóm, để lại rất nhiều thương đau. Ngày hôm nay có những hội thánh vì cớ quá đơn sơ, cho nên quỹ của hội thánh mất cả tỷ đồng. Còn cái của Chúa đơn sơ, nghe anh A chị B quản đại gia thế này thế, rồi cuối cùng họ cao chạy bay xa. Có những hội thánh mất cả 30 mấy tỷ đồng. Mới nghe thiêng liêng lắm, nhiệt thành chăm sóc lắm, bất vụ lợi, tôi quan tâm thế này thế khác, nhưng cuối cùng rồi họ dự phần trong công việc nhà Chúa là vì cái túi của anh chị em chua chát, để lại cho hội thánh nhiều tổn hại. Xin Chúa thương xót giúp cho tôi và anh chị em. Nếu mình không nhận được sứ mạng từ nơi Chúa, mình còn kính sợ Chúa một chút, thì không nên vận dụng cái mưu toan của những điều lợi dơ bẩn, toan tính dùng danh Chúa, dùng từ ngữ thánh kinh, dùng danh dự của hội thánh để có thể lợi dụng người khác và để lại cho họ những đau đớn cả thể xác, trong cả phần thuộc linh. Có những người giữ trong công việc hội thánh nhưng lại đặt mình trong cái vai trò như là một ông chủ bà chủ, chứ không phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Khi mình được dự phần, mình có công khó là mình thay đổi cái giọng, bắt đầu lịnh thôi, lịnh thế này, lịnh thế kia, nạt thế nọ, chứ không người yêu mềm mại gần gũi nữa. Cho nên ở đâu đó, ở trong hội thánh ông bà anh chị em, và khi tôi làm quản gặp cái trường hợp này, có những người tín đồ họ đến nhà thờ họ sợ bắt chết anh A chị B. Ồ, tôi muốn đi nhóm lắm, mà mỗi lần tôi đến nhà thờ là tôi gặp cái bà đó, cái ông đó là tôi cảm thấy tôi sợ rồi à. Tại vì họ gặp những ông chủ bà chủ ở trong nhà của Chúa, chứ không phải gặp những người chăn thuộc linh. Và những người chăn đó dường như có dao mát á, những người chăn đó dường như con chiên mà có sừng, chứ không phải là những người nâng đỡ, những người yêu thương, những người khích lệ người khác, và không phải là những người làm gương đời thuộc linh cho những người khác. Cho nên tôi nói với quý ông bạn chị em ở đây, bằng cả lòng thành của mình và tất cả những gì tôi nói với quý vị, hoặc quý vị sống mà nó chỉ là xảo ngữ, nó chỉ là năng thuyết bất, nó không có một chút bóng dáng nào của sự dấn thân, của tận hiến, thì tất cả mọi sự giả dối đó đều bị lật tẩy bởi thời gian. Đến một lúc nào đó quý vị cũng phát hiện.
và để lại trong lòng quý vị những đổ vỡ. Để chị em quýnh mình những đổ vỡ. Nhưng nếu có ai nói đến là mình dậy nảy lên. Không, tôi là thuộc linh, tôi là trong sáng. Xin thưa Chúa, mình có hai con mắt. Anh em của mình có hàng trăm con. Họ nhìn vào từ ứng xử, họ biết hết, không thể trốn được. Và hãy Kinh Thánh Chúa dạy mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Và tôi đọc lại một bản dịch khác câu Kinh Thánh đó. Đức Chúa Trời không nhận việc ứng mặt với Chúa đâu. Nên chúng ta có thể lừa bịp được con người. Chúng ta có thể lợi dụng hội thánh của Chúa để mình tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng chúng ta phải nhận lấy trách nhiệm trước cộng đồng, trước Chúa. Ngược lại, một người sống có trách nhiệm với hội thánh, chúng ta cũng phải trang bị cho mình. Tôi và quý ông bà anh em cầu thay cho anh em mình, mình nâng đỡ anh em mình chăm sóc anh em mình. Có lắm khi chúng ta không được một lời khen ngợi, có khi chúng ta không có nhận được một sự khen thưởng, và thường là bị lãng quên. Trong cái thực tế của cuộc sống mình lạ lắm. Hồi người ta làm ơn cho mình á, mà mình cần á, thì rối rít. Ô, anh giúp tôi, chị giúp tôi, chị cầu nguyện cho tôi, anh cầu nguyện cho tôi với. Nhưng khi mọi việc nó trở lại bình yên rồi, mình đến bến bờ của ước ao rồi, quên mất, cả năm không liên lạc. Ở trong hội thánh với nhau, nhóm trong ban ngành, mà có nhiều khi cả tháng này qua tháng kia không được một lời chào. Tôi vẫn thường gặp những tình huống này. Khi cần, mục sư ơi, mục sư ơi. Nhưng mà khi hoàn tất việc rồi, đi cảm ơn những người khác không à? Có nhiều khi tôi ngồi ở đó, nhưng mà không hề nói đến tôi một lời nào hết. Anh em cùng làm việc với tôi, họ ngả lòng và nói rằng: mục sư ơi, sao công sức mình đổ ra như thế này như thế kia mà cảm ơn ai mà không nhắc tới mình gì hết trơn. Rồi nói rằng: anh em ơi, người ta không nhắc nhưng mà Chúa nhắc chứ. Bây giờ anh em được người ta nhắc ở đây rồi thì Chúa không nhắc nữa. Bây giờ mình muốn chọn cái nào? Anh em nói rằng: thôi vậy thôi, để mình chọn Chúa nhắc sướng hơn. Nó có những điều chua chát nào đó. Nhưng nếu chúng ta là một người nhận được sứ mạng của Chúa, trang bị cho mình sự trưởng thành thuộc linh, mặc lấy cho mình một tinh thần tận hiến, thì chúng ta chấp nhận. Tôi thấy anh em Công giáo họ có một bài ca, nhưng lời của bài ca đó rất ý nghĩa như thế này. Tôi xin được trích đoạn: chính lúc chúng ta mất đi là lúc chúng ta nhận được, chính lúc chúng ta quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chúng ta chết đi là khi mình được vui sống. Ước gì tôi và quý ông bà anh chị em nhận thức được giống như bài ca đầy tinh thần cơ đốc này, để mình không phải thấy mình mất mát. Nhưng ngay cả chỗ được gọi là mất mát theo nghĩa tự của con người ấy, chúng ta đang là người tận hiến cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đang là người thâu lại những giá trị thiêng liêng. Nó vượt lên trên những cái gì tầm thường của con người. Ở trong một thời kỳ hội thánh đang sa bại về mặt thuộc linh của những ngày cuối rốt này, và chúng ta sống với một giá trị Chúa cho, mỗi ngày càng gặp gỡ Chúa một cách mới mẻ, và đồng thời qua cuộc đời của tôi với quý ông bà anh chị em đó, người khác họ nhìn vào, họ có cớ để cảm tạ Chúa. Họ nhìn vào đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, họ có thể bước đi theo con đường thuộc linh chúng ta đã dẫn họ đi, và hết thảy đều gặp nhau ở trong một sinh khí sống động của Đức Thánh Linh, và cùng với nhau trình diện trước mặt Đức Chúa Trời trong nay mai. Tôi có đọc một câu chuyện
về một thanh niên. Anh này có tên là William Arden. Anh là một sinh viên của trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, đó là Đại học Yale. Anh cũng là một cậu ấm, cho nên anh sở hữu một tài sản khá lớn. Nhưng anh lại từ chối một đời sống sung sướng. Anh học ở trong trường đại học, các bạn của mình đi xe hơi đời mới thế này thế khác, nhưng mà anh lại từ chối mua cho mình một chiếc xe hiện đại. Anh từ chối những tiện nghi đem lại cho mình để thể hiện đẳng cấp là một cậu ấm. Nhưng anh lại sẵn sàng dâng hiến hàng trăm ngàn đô la cho công tác truyền giáo, cho công tác gây dựng, huấn luyện ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và sau khi anh học đại học xong, anh không phải ra trường để đi làm việc theo bằng cấp, theo kỹ năng mà mình có, nhưng anh lại tình nguyện trở nên một giáo sĩ đi rao giảng tin lành ở tại đất nước Ai Cập để rao truyền phúc âm của Chúa và cứu giúp cho những người Hồi giáo. Sau 4 tháng anh đến tại Ai Cập nhiệt huyết hầu việc Chúa, anh đã về nước Chúa ở tuổi 25. Anh sinh năm 1887 và đời ở tại Ai Cập trong khi tình nguyện làm giáo sĩ rao phúc âm năm 1913. Trên ngôi mộ của vị giáo sĩ trẻ này tại Ai Cập, người ta chỉ dựng một tấm bia và ghi trên đó một câu: ngoài đức tin trong Đấng Christ, không có lời nào giải thích xứng đáng hơn. Trong khi đó có một ngôi mộ của một vị vua Ai Cập, ông có tên là Tutankhamen. Ông qua đời thì chứa hàng tấn vàng để cho vua tận hưởng ở bên kia thế giới. Nhưng mãi đến năm 1922, các nhà khảo cổ cho biết tất cả của cải đó nó vẫn nằm một chỗ hơn 3.000 năm qua mà không một ai chạm tới. Cuộc đời của William Borden ngắn ngủi, nhưng người ta viết sử để nhận xét về William Borden. Họ đã viết như thế này: William Borden sống 25 năm trên đất, nhưng cuộc đời của Borden đã để lại giá trị như là một người sống 70 năm. Câu chuyện thật đó để lại cho tôi và quý ông bà anh chị em một bài học. Giá trị của đời người không phải sống dài hay sống ngắn. Giá trị của cuộc đời nó không nằm ở trong vàng bạc, ở trong giàu có tích lũy của đời này. Nó không phải là đẳng cấp ở trong xã hội. Nhưng giá trị của một con người nằm ở chỗ nhận biết được sứ mạng, lý tưởng của cuộc đời, biết việc mình phải làm và làm như thế nào, và mình tận hiến. Tận hiến cho những con người khốn khổ, đem đến niềm vui cho những con người đang buồn rầu, đem đến niềm hy vọng cho kẻ tuyệt vọng, và góp phần gây dựng hội thánh của Chúa Trời ngay trên đất này, để vương quốc của Chúa mở rộng ngay trong lòng người, ngay trên đất này. Và chúng ta cùng với nhau tôn cao danh Chúa như nói, mão thiên sẽ được dành cho chúng ta trong nước của Ngài. Vì vậy qua các câu kinh thánh này, tôi gửi đến quý ông bà anh chị em một sứ điệp mạnh mẽ nhưng rất chân tình và đúng với lời của Chúa dạy, để chúng ta là tô trai tớ gái của Chúa, là những trưởng lão thuộc linh ở trong nhà của Đức Chúa Trời, trở nên người sống có trách nhiệm với hội thánh. Và một người sống trách nhiệm với hội thánh có ba điều căn bản, đó là người biết rõ việc mình phải làm. Một người trưởng thành thuộc linh có trách nhiệm với hội thánh là người nhận thức được sứ mạng mình nhận lãnh là từ nơi Đức Chúa Trời ủy thác, để vượt qua những gì hàng rào của con người, của anh em, của tổ chức mà mình sống một đời thiêng.
Điểm thứ ba, một người sống có trách nhiệm với hội thánh, đó là người sống trong tinh thần sẵn sàng tận hiến, không toan tính vụ lợi tầm thường, nhưng sẵn sàng hy sinh. Hy sinh cho anh em, vì linh hồn anh em, hy sinh vì cơ vương quốc Đức Chúa Trời, ở trong ban ngành, trong nhóm nhỏ, ở trong hội thánh của chúng ta, để danh của Chúa được tôn cao. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh em mình trong vương quốc Chúa sẽ đưa chúng ta. Amen.